tuổi ở tới giờ luôn. 22 tuổi ở tới giờ luôn. Là chồng chết rồi, có con không? Lúc có chồng rồi, chồng chết có con không? Có con. Có đứa gái mà bà nội nó bắt luôn rồi. Bà nội nó bắt luôn, không có cho nhìn. Dạ. Rồi có nghĩa là bà ba có chồng. Chồng mất lúc 22 tuổi, có đứa con gái nhỏ. Rồi sau đó là bà nội bắt luôn, không cho bà ba nhìn nữa. Rồi bà ba sống ở đây. Rồi chồng bà ba quê ở đâu? Ở thành phố. Rồi con gái của bà ba có, con gái của bà ba có thường lui tới không? Không. Nó không nhìn. Không nhìn bà ba luôn. Có về đây không bà ba? Mình nghèo. Dạ. Mình nghèo nó không có nhìn. Không nhìn. Rồi bà ba có thấy tuổi thân không? Có chứ. Có tuổi chứ. Nhiều khi nằm buồn, phải không? Dạ. Con mình nên không có ai hết. Dạ. Buồn con khóc thầm hoài. Buồn tối khóc thầm hoài. Chào cả nhà, theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay mình đang có mặt ở tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và ở đây là khu vực của khóm 2. Thì theo chia sẻ một số người dân thì mình biết được một cái hoàn cảnh của bà cụ năm nay cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Bà ở trong một cái mái nhà vách lá như thế này. Và đây là cái mái nhà vách lá của bà. Thì mình sẽ tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà như thế nào. Nghe nói được thì bà hàng ngày bà phải bán vé số mưu sinh, hàng ngày sống trong một cái mái nhà như thế này. Bây giờ mình sẽ đi vô để mà tìm hiểu hoàn cảnh nhà bà ba. Dạ bà ba ơi. Dạ con chào bà, ngồi đi bà ba. Dạ bà ba mới đi bán giấy số về hả? Giấy số bà nè. Dạ. Dạ. Bà bán giấy số bà để ngoài. Dạ được. Dạ bà ba mới đi bán giấy số về hả? Dạ đi bán mới bán về. Cũng quên bọc rồi. Dạ rồi ngày bà ba bán được nhiêu tờ bà ba? 100 tờ. 100 tờ hả? Bà ba năm nay nhiêu tuổi rồi? 76. 76 tuổi. Bà ba ở một mình gì lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Được nhiêu năm rồi bà ba? Có 30 năm rồi. Rồi 30 năm. Là trước đây là bà ở trong cái nhà này luôn hay sao? Con thấy ở cái cô chú anh chị thấy thì cái phần ở bên đây. Bên đây là tường, bằng tường này của bà hay sao bà ba? Của cây xăng. Của cây xăng. Mình cắt tạm bợ vô đây. Rồi bên đây là ai cắt cho bà bên đây? Đây là nhà thờ cất cho bà. Rồi sáng nay bà bán hết chưa? Chưa hết hả? Thì cô chú anh chị thấy ở trên cái vách tôn này thì được dừng bằng một cái ở đây nó dột hay gì bà ba? Nó dột. Nó bị dột nên bà phải dừng cái đó lại. Rồi hàng ngày bà bán mấy giờ mới hết? Vụ đó thì bán hên thì 9-10 giờ. Dạ. Rồi không hên thì tới chiều. Dạ. Hàng ngày rồi bà bán rồi ai nấu cơm cho bà ăn? Ở chợ người ta cho ăn. Ta cho ăn. Rồi bà ba tối ngủ có dột không? Dột mà ít. Bị có cái tấm cà tông rồi đó. Dạ. Nó đỡ dột. Dạ. Có chồng con gì không bà ba? Không. Không có chồng con luôn. Không có con cái gì hết luôn. Không. Ở đây bà ba có người thân không? Không có ai, có mình. Không có ai. Đó đó thân đó. Dạ chỉ có hàng xóm thân thôi. Thì cô chú anh chị thấy bà ba cái nền gạch ở bên đây thì nó được nó gạch tàu, nó lót, nó bị ẩm thấp, mưa nó dột vô hay gì bà ba? Mưa nó chảy vô. Mưa nó chảy vô. Rồi sáng nay bà ba ăn cơm với gì? Không có ăn. Không có ăn. Ủa sao không ăn cơm? Ở ngoài đó phụ ngoài quán đó. Rồi dạ. Người ta cho mình ăn. Người ta cho mình ăn. Ủa sao bán số mà phụ ngoài quán nữa? Phụ chạy bàn cho người ta đúng không? Dạ. Rồi đặng mình bán số. Dạ. Rồi người ta cho mình ăn. Người ta cho mình ăn. Rồi chứ mình không khỏi tốn tiền cơm, mình khỏi nấu luôn. Khỏi nấu. Cái nhà này bà ba cất được bao nhiêu lâu rồi? Người ta cất cho bà ba bao nhiêu lâu rồi? Cái vách lá như thế này nè. Cái này thì mới sửa lại. Mới sửa lại hả? Mới nhà thờ sửa cho. Nhà thờ sửa nhà cho. Nhà trước là gạch hết rồi. Dạ, là lúc trước là nghe nói căn nhà của bà sập sệ lắm hả bà ba? Rồi tối bà ba về đây ngủ một mình. Ngủ một mình. Ở đây có điện đài không bà ba? Điện bên đây cho. Điện cho. Bên nhà Dĩ Khang cho. Dạ, còn nước? Nước thì thằng đó cho. À, có nghĩa là bà ba may mắn được là người ta cho điện nước với các nhà cho bà ba hết. Bà ba chỉ ở có một mình thôi. Con mình à? Dạ.
cô chú anh chị sẽ thấy ở một cái đây là cái ngôi nhà của bà Ba, thì cái phần vách tôn bên đây là nhà thờ cắt cho, còn cái phần vách ở bên đây là cặp mé một cái cây xăng. Ở ngoài trước đó là một cái cây xăng của đường lộ lớn, thì cái vách tường bên đây xây người bà Ba sẽ cắt tạm bờ vô đây. Rồi đây là cái nơi mà bà Ba sẽ nấu ăn, hàng ngày nấu ăn ở đây hả bà Ba? Dạ. Hàng ngày bà Ba sẽ nấu ăn ở chỗ này. Rồi nước này là sẽ ăn uống vệ sinh đồ ở trong này hết. Đây là cái lưu nước của bà. Ở nước này bà hứng nước mưa chứ bà Ba? Nước mưa, nước máy. Nước máy hả? Nước ở bên đó đó. Dạ. Của thằng đó đó. Dạ. Của cái thằng đó nó cho đó, thằng đứng lại đó. Dạ. Ở bên cái trang nè. Dạ thì hôm nay theo cái hành trình của mình thì mình có đi được với lại người bạn đó là kênh Thích Lang Thang. Đó. Bà Ba thì bán gì bây giờ, mấy giờ bà Ba mới đi bán nữa? Giờ nghỉ một chút. Dạ. Nghỉ một chút khoảng 1 giờ mới đi bán nữa. Dạ. Bà Ba có bệnh hoạn gì không bà Ba? Có bệnh lên máu. Lên máu. Rồi lỡ nửa đêm mà lỡ nữa, nếu như mà có bệnh rồi ai sẽ lo cho bà? Hàng xóm. Hai sớ hàng xóm lo cho bà. Sống gì bà có buồn không? Hả? Quen rồi. Quen rồi. Từ đó đến giờ là bà độc thân mình luôn. Là không có chồng con gì luôn. Có chồng. Dạ. Có chồng mà chết. Chết rồi, chết hồi năm 22 tuổi. Có chồng mà chết năm 22 tuổi. Tuổi ở tới giờ luôn. 22 tuổi ở tới giờ luôn. Là chồng chết rồi, có con không? Lúc có chồng rồi chồng chết có con không? Có con. Có đứa con gái mà bà nội nó bắt luôn rồi. Bà nội nó bắt luôn, không có cho nhìn. Dạ. Rồi có nghĩa là bà Ba có chồng. Chồng mất lúc 22 tuổi, có đứa con gái nhỏ. Rồi sau đó là bà nội bắt luôn, không cho bà Ba nhìn nữa. Rồi bà Ba sống ở đây. Rồi chồng bà Ba quê ở đâu? Ở thành phố. Rồi con gái bà có thường lui tới không? Không. Nó không nhìn. Không nhìn bà Ba luôn. Có về đây không bà Ba? Mình nghèo. Dạ. Mình nghèo nó không có nhìn. Không nhìn. Rồi bà Ba có thấy tuổi thân không? Có chứ. Có tuổi chứ. Nhiều khi nằm buồn, phải không? Dạ. Con mình nên không có ai hết. Dạ. Buồn con khóc thầm hoài. Buồn tối khóc thầm hoài. Có cái khi nào bà Ba tự chảy nước mắt về cái số phận của mình không? Có chứ. Có. Có. Tự nhiên ngồi rồi nước mắt chảy. Nước mắt chảy. Dạ. Rồi cái nó từ từ cái nó cũng qua, phải không? Dạ. Tại vì bà Ba ơi, nếu như mà bà Ba thì cái cuộc sống của bà Ba như thế này, bà Ba mong ước muốn của bà Ba là một cái điều gì? Có ngôi nhà sửa lại cho nó lành lặn. Dạ. Trời mưa ở đây nó ngập nè. Mưa ở đây nó ngập hết trơn à. Dạ. Nó ngập rồi, hết mưa rồi nó mới rút đi. Là hết, là mưa là cái nền này của bà Ba là nó sẽ bị ngập. Ờ. Ngập nhiều không bà Ba? Ngập cái này nè. Dạ. Ở cái nền này có phải của bà không? Cái nền này nè. Đất của người ta hay của bà? Của người ta. Của người ta, nếu như mà người ta cho tiền bà rồi bà Ba có đất đồ cắt. Thì cũng sửa ở đây. Dạ. Mình sửa ở đây, mình ở người ta đâu đuổi đâu. Dạ. Ta thấy bà Ba ta thương ta không đuổi. Ờ, ta không có đuổi. Không. Dạ. Có đuổi từ 30-40 năm nay rồi chứ bộ. Dạ. 30-40 năm nay rồi, không đuổi. Sáng nay bà bán hết số chưa? Chưa. Chưa hết nữa hả bà Ba? Ơi bà Ba ơi, con mong bà có sức khỏe tốt nha bà Ba. Sống một mình có sức khỏe tốt, có gì bệnh hoạn á thì bà có kêu bà Ba có số điện thoại không? Điện thoại mất hết à. Mất hết hả? Chúng lấy hết rồi. Ủa sao người ta vô nhà bà lấy hay sao? Không có, vô chợ để vậy nè. Để vô đây nè, lấy nó lấy vô, nó vô lấy số nó bốc. Nó lấy mất tiêu số điện thoại hết rồi. Điện thoại của bà lấy luôn. Ờ, nó lấy điện thoại luôn. Lấy điện thoại luôn. Có bà nghèo gì mà người ta cũng lấy luôn cái điện thoại của bà luôn. Không, nó đâu biết mình nghèo giàu. Dạ. Yeah. Phải không? Thấy bị để vậy nè, mình cũng nghĩ là chủ quan, không ai, mình không lấy của ai. Mình cứ nghĩ là không ai lấy của mình. Thấy không? Dạ. Yeah. Ai biết đâu nó có lòng tham nó chơi, nó lấy luôn rồi làm sao? Dạ. Yeah. Mất luôn rồi, không gài. Rồi không ai liên hệ bà Ba được hết. Hả?
không ai liên hệ với ba được hết. Không, để có tiền móc móc tiền móc móc tiền rồi mua cái khác. Mua cái gì? Mua cái điện thoại cảm ứng. Không, cái ba lớn được rồi. Thôi bà ba cho con vô tham quan cái nơi ngủ bà được không? Nó bị dột dữ không ha. À, đây là cái nơi lối vào bà ba nói. Theo bao chia sẻ của bà ba thì chỗ này bị ẩm ướt. Bà ba chỉ ước mong sao có một cái nhà mà nó không bị ẩm thấp như thế này bà ba ha. Tối cái này mũi dữ không bà ba? Ở trong mùng đó mũi, ở ngoài nó có mũi. Dạ, cái mùng này nó đã cũ lắm rồi. À, đây là cái dách này là của bên cây xăng. Còn cái dách bên đây là các cô chú anh chị thấy sẽ là nó bị lủng như thế này, nó sẽ bị tạt. Rồi phần mà tạc thì bà ba dùng cái miếng này để mà che lại. Đó, đây là toàn cảnh nhà của bà ba. Một mình sống một cái trong căn nhà lạnh lẽo như thế này. Con mong sao bà ba có sức khỏe và mọi người giúp cho bà ba ha bà ba. Dạ. Dạ. Mà mọi người tìm đến cái khóm 2 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp để giúp cho bà ba. Đúng rồi. Dạ, rồi con chào bà ba nghe. Dạ, lần sau tụi con sẽ quay trở lại thăm bà ba nữa. Dạ.